Thanh Vân lần đầu lên tiếng về nghi án đá xéo Trường Giang khiến ai cũng sửng sốt. Thời gian qua, câu chuyện tình cảm giữa Trường Giang, Nam Em, Nhã Phương vẫn là một chủ đề nóng trên các diễn đàn. Từ khi Nam Em công khai mối quan hệ ngang trái này, đến bây giờ đã không đếm được có bao nhiêu chi tiết xung quanh chuyện tình cảm giữa họ. Đến nay, khi nam danh hài đã yên ổn bên gia đình nhỏ, nhưng scandal này vẫn thỉnh thoảng được khơi gợi trên mạng xã hội hay trong các game show. Mới đây nhất, mọi người truyền nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Vi Thanh Vân và người đẹp gốc Tiền Giang khi cùng ngồi ở vị trí ghế nóng. Theo đó, cô khéo léo nhắc lại chuyện tình yêu giữa Nam Em và Trường Giang bằng lời nhận xét. Phụ nữ khi yêu ai rồi, họ chung thủy 100% tuyệt đối, giống như trường hợp của Nam Em ngày xưa. Mới đây nhất, khi thấy mọi người bàn luận khá nhiều về việc cô cả gan đá đểu Trường Giang về vấn đề tình cảm, nữ diễn viên đã quyết định lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô bộc bạch. Một bên là anh trai tài giỏi và đào hoa trong nghề, một bên là cô em gái hiền lành và chân thật. Làm sao Vi Thanh Vân có thể đá xoáy? Vân khẳng định mình phân tích toàn bộ trên nền tảng tri thức của một chuyên gia tâm sinh lý và tình dục học, không có việc đá xoáy tại đây. Chẳng những thế, cô còn livestream để nói đến câu chuyện này và có một bài diễn thuyết rất dài về tâm lý con người. Cô khen ngợi Nam Em đẹp, hiền lành, dễ thương, ngây thơ, trong sáng, có sự mong manh dễ vỡ nên không chịu được áp lực từ dư luận và khi bị phụ tình cũng không trở tay kịp. Về phần Trường Giang, cả hai là anh em thân thiết, từng làm việc chung nên cô không có ý đá đểu như mọi người đang xôn xao. Bên cạnh bài diễn thuyết, thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua các kiến thức về tâm lý, thì Vi Thanh Vân còn gây chú ý bởi thân hình tăng cân, sập xệ hẳn ra. Dù lần này cô đã diễn chiếc đầm đen, nhưng vẫn không làm vóc dáng cô trông thon gọn hơn tí nào. Việc cô lên tiếng đính chính là một điều hết sức cần thiết, bởi lẽ giờ đây Trường Giang đã có tổ ấm riêng, nên những vấn đề quá khứ đến lúc cần được quên đi. Đôi lúc những câu ám chỉ, ẩn ý như thế này cũng đủ nhận gạch đá từ công chúng. Vì sao Vi Thanh Vân luôn cười khi chồng cũ Bảo Duy uống thuốc ngủ để từ bỏ cuộc sống? Những ngày qua, thông tin chồng cũ Vi Thanh Vân tự tử vì nợ nần gây xôn xao dư luận. Hình ảnh Bảo Duy với gương mặt hốc hác, đầu trọc khiến nhiều người lo lắng. Cảm thông chia sẻ với chồng cũ Vi Thanh Vân, nhiều người lại quay sang xem động thái của cô khi bố của con trai gặp khó khăn sẽ như thế nào. Trái ngược với ồn ào bên ngoài, Vi Thanh Vân lại rất bình tĩnh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cô gái xấu xí liên tục chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ xinh đẹp cùng với những triết lý cuộc sống. Chúng ta ai cũng có những lúc gặp hoạn nạn khó khăn, nhưng tình bạn sẽ giúp ta vượt qua được nhiều chuyện buồn phiền. Học tập, tu dưỡng giúp chúng ta thành công. Thành công chỉ dành cho những người có lòng đam mê, công việc. Tình thân chỉ đẹp đúng nghĩa khi mọi trái tim yêu thương nhau chân thật. Thất bại là bài học giá trị nhất cho sự trưởng thành. Nền tảng của thành công là trái tim và khối óc tinh thông, nhân ái. Âm mưu là thủ đoạn thấp hèn, chỉ chứng minh đó là tiểu nhân. Quay đầu là bờ, hóa giải hận thù, trân quý nhau như những bậc chính nhân quân tử. Mọi nỗi buồn đều gói gọn cho vào ngăn tủ nhỏ, mạnh mẽ chào đón niềm vui và hy vọng mới. Bởi chúng ta được sinh ra, được làm con người cũng đâu phải dễ. Chính hãy sống vì bản thân mình, vì đấng sinh thành và cả những người yêu thương bên cạnh ta nữa, Vi Thanh Vân viết. Nữ diễn viên cũng nói thêm, đời gặp nhau là duyên, nhận ra sai lầm là ngộ, sửa chữa sai lầm là tu, học tập phương tầm là dưỡng. Tất cả duyên, mọi người bạn đến với ta, dù tâm tốt hay xấu, đều dạy ta lớn lên và trưởng thành. Hãy trân trọng tất cả mối lương duyên ấy. Vạn lương duyên thân yêu nhau bởi duyên trời, mọi người nên có trách nhiệm với chính bản thân mình, với những gì mà mình hành động và gây ra. Đúng là đúng và sai là sai, đừng đổ lỗi tại A, B, C, D. Sai đâu thì sửa đó, đừng mong chờ sự giúp đỡ của người khác. Mình không tự giúp mình thì đừng mong ai sẽ giúp được mình. Hôm nay trồng cây ổi, chắc chắn sau này ra trái ổi. Làm sao mà ra trái đầu tiên được? Sau những triết lý cuộc sống, Vi Thanh Vân thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ riêng khi bạn bè đề cập đến ồn ào của chồng cũ. Cụ thể, một người bạn của Vi Thanh Vân đã đăng ảnh của cô cùng bạn bè, cùng với dòng chia sẻ. Ngồi bên nhau giữa tâm bão tin tức hỏi về chồng cũ tự tử, em gái tôi Vi Thanh Vân vẫn thế này thôi. Một người em khác cũng hào hứng, giữa tâm bão chị tôi vẫn chọn cách im lặng là vàng. Vi Thanh Vân em ủng hộ chị em ta cùng nhậu nào. Tất niên năm nay 100 anh em đến chung vui, rất hứng khởi cho một năm thắng lợi. Không lảng tránh, giọng ca da nâu để lại bình luận bên dưới dòng trạng thái nhắc đến chồng cũ. Thiện tai, gieo nhân nào gặt quả ấy, gieo ác gặp ác, gieo thiện gặp thiện. Mới đây, Vi Thanh Vân dẫn link bài viết có tựa đề
mặt chồng cũ tự tử vì thua lỗ, Phi Thanh Vân tình tứ bên trai tây ngày Tết. Đính kèm, người đẹp giao kéo cho biết, chiếc áo đã không còn mặc nữa thì đành bỏ đi thôi, không gượng, không cưỡng cầu. Mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi và cả mọi trường hợp, không có ngoại lệ, không quan tâm làm gì. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở và ồn ào với Phi Thanh Vân, Bảo Duy bắt đầu cuộc sống mới, tiến đến cuộc hôn nhân tiếp theo. Chồng cũ người đẹp giao kéo mở công ty kinh doanh riêng. Tuy nhiên trong hành trình mới, Bảo Duy vấp phải nhiều khó khăn về kinh tế khi đầu tư dàn trải từ mỹ phẩm, bất động sản đến chứng khoán. Chỉ trong vòng thời gian ngắn lao vào thương trường, chồng cũ Phi Thanh Vân đã mất hàng chục tỷ đồng nên bế tắc và suy nghĩ tiêu cực. Gần đây nhất, Bảo Duy uống thuốc tự tử, nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời và cứu sống. Hiện tại, chồng cũ của Phi Thanh Vân đang tá túc tại một ngôi chùa trên núi để tĩnh tâm, tìm cách giải quyết khó khăn. Bảo Duy dự định khi tâm lý bình ổn sẽ liên hệ với các chủ nợ để thu xếp các khoản vay. Giật mình trước tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân gửi cho con trước khi uống thuốc ngủ từ bỏ cuộc sống. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở và ồn ào với Phi Thanh Vân, Bảo Duy bắt đầu cuộc sống mới, tiến đến hôn nhân tiếp theo. Chồng cũ người đẹp giao kéo mở công ty kinh doanh riêng. Tuy nhiên trong hành trình mới, Bảo Duy vấp nhiều khó khăn về kinh tế khi đầu tư dàn trải từ mỹ phẩm, bất động sản đến chứng khoán. Chỉ trong thời gian ngắn lao vào thương trường, chồng cũ Phi Thanh Vân đã mất hàng chục tỷ đồng nên bế tắc và suy nghĩ tiêu cực. 35 năm của cuộc đời tôi chưa bao giờ thưởng thức một mùa Giáng sinh vui vẻ bên gia đình đúng nghĩa. Và bây giờ cũng thế, xung quanh ta chỉ riêng mình ta, nhưng thôi mọi người mọi số phận. Bảo Duy tâm sự vào đêm Noel 2018 vừa qua. Gần đây nhất, Bảo Duy uống thuốc tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời và cứu sống. Trước khi quyên sinh, chồng cũ Phi Thanh Vân đã có nhiều chia sẻ bi lụy, muốn tự kết liễu cuộc đời. Vào ngày 5 tháng 2, chồng cũ Phi Thanh Vân gửi thư chúc mừng sinh nhật quý tử. Bảo Duy xin lỗi bé Tấn Đức vì đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người cha. Happy birthday Tấn Đức, ngày mai là sinh nhật con rồi, nhanh quá. Thấm thoát con trai của ba đã lên ba, thế là ba phải một lần nữa viết thư chúc mừng sinh nhật con mà không phải được gặp để ôm con vào lòng. Ba xin lỗi vì ba không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Có những điều trở ngại công việc và mọi thứ đang dần tối đi nên ba không bên cạnh con lúc này. Ở một nơi xa, ba luôn cầu chúc phúc cho con luôn hạnh phúc trong yêu thương của mọi người, may mắn và thành công trên đường đời. Hãy biết học cách chấp nhận. Ba nhớ con nhiều lắm, Bảo Duy viết. 4 ngày sau, chồng cũ Phi Thanh Vân tiếp tục nhắn gửi đến con gái riêng với vợ đầu. Lại thêm một công chúa sắp thành thiếu nữ, bà nhớ các con. Những ngày đầu năm mới 2019, chồng cũ Phi Thanh Vân gây chấn động showbiz Việt khi thông tin anh tự tử được công khai trên truyền thông. Theo thông tin được tiết lộ, Bảo Duy đã uống thuốc ngủ để kết liễu đời mình vì nợ nần chồng chất. Nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước thông tin đời tư lan truyền, Bảo Duy thừa nhận cuộc sống của mình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, chồng cũ của Phi Thanh Vân đang tạm thời ở ẩn và giao toàn quyền quản lý công ty cho chị ruột. Hình ảnh bố của con trai mỹ nhân giao kéo với đầu trọc, thân hình tiều tụy lan truyền mạnh khiến nhiều người lo lắng. Lâm Khánh Chi và nhiều bạn bè thân thiết đã gửi lời động viên đến Bảo Duy thông qua trang cá nhân. Trước những lời động viên, chồng cũ Phi Thanh Vân mới đây tự nhủ, sẽ luôn cố gắng vì xung quanh ta còn nhiều đối tác ủng hộ nhiệt huyết. Phi Thanh Vân tức giận tát đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình vì lý do không ngờ này đây. Hiện tại nhắc đến Phi Thanh Vân, mọi người nghĩ ngay đến một mỹ nhân nghiện giao kéo hơn là vai trò một diễn viên. Bởi lẽ trong vòng 16 năm, cô đã lên bàn mổ phẫu thuật đến 20 lần, trong đó có khoảng 16 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng những thế, cô không hề giấu chuyện này mà công khai rất thoải mái trước truyền thông và khán giả. Thời gian qua, sau những ồn ào về nhan sắc, hôn nhân, thì người đẹp tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc con trai cưng. Mới đây nhất, cô nhận lời xuất hiện trong game show truyền hình và đây là sự kiện hiếm hoi cô tham gia. Trong khi hóa thân vào vai diễn, bị Phi Thanh Vân cướp mất vai trò vedette trong một show thời trang, diễn viên trẻ Phạm Yến không kiềm chế được, liền mắng nữ hoàng giao kéo những từ khó nghe như đồ giả tạo, đẹp nhân tạo. Ngay lúc này, Phi Thanh Vân cũng tự tin khẳng định bản thân có tiền, có gan thì sửa. Không thể giữ nổi bình tĩnh, Phạm Yến gào lên bất chấp, nói việc giao kéo của Phi Thanh Vân là bất hiếu, phá vỡ hình hài ba mẹ ban cho. Thậm chí người đẹp còn dự đoán sau này Phi Thanh Vân sẽ xấu hơn cả bây giờ. Quá tức giận, cô đã tát thẳng vào mặt đồng nghiệp và không quên lớn giọng.
Tao tát mày cái này là tao tát thay cho cuộc đời. Mày nên tỉnh ngộ đi. Nếu không tỉnh ngộ và sống biết người biết ta, thì vào rừng mà ở. Đối với nữ diễn viên, việc phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu xa. Cô tự tin với ngoại hình của mình sau nhiều lần trùng tu.